class. This is unit 13 in the maths class. Có nghĩa là trong lớp học toán. Maths là môn toán, class là lớp học. Class, class. Okay, at lesson 1, exercise 1. Listen and repeat. Letter N and the sound N. Alright. Số 11 các bạn đọc là 11. 11. 11. Từ này có 3 âm tiết E. Eleven. Eleven. Nhớ đuôi ha các bạn ha. Tại hôm nay mình học cái âm là eleven. Đúng không? Số 13, cô có số 10 cộng với số 3 là thành số 13 đúng không nào? Rồi, 13. 13, âm này là âm ơ ha. 13. 13. Số 14, bao gồm số 10 cộng với số 4 đúng không nào? 14, âm ô uống cong lưỡi lên ha các bạn. 14. 14. 14 là bao gồm số 4 cộng với đuôi tin. 14. Số 15 không phải là số 5 cộng với đuôi tin nữa, mà là 15. 15. 15. Alright. Số 15. Exercise 3. Listen and chant. 11. 13. How many balls? 11 or 13? 14. 15. How many dolls? 14 or 15? Or ở đây có nghĩa là hoặc. Or ở đây có nghĩa là hoặc ha các bạn. Có nghĩa là 11 hay là 10, 13 hay là hoặc là hoặc. Ok, how many balls là có bao nhiêu quả bóng? 11 hay 13 hoặc có bao nhiêu con búp bê? 14 hay 15. Ok, goodbye class.